trước. Hôm nay mình xin giới thiệu về bộ khay mứt Tết hoa đào mà Mỹ Nghệ Việt sẽ giới thiệu với quý khách trong mùa Tết năm nay. Video vừa rồi thì mình giới thiệu về bộ khay mứt Tết hoa mai. Chủ đề hoa mai hoa đào Tết năm nào cũng vậy, là một cái chủ đề muôn thuở. Thì Việt Nam chúng ta mùa Tết thì luôn luôn gắn bó với hoa mai hoa đào. Nếu mà quý khách chọn cho những khách hàng ở khu vực miền Bắc thì hoa đào là một trong những cái hoa mà rất là nhiều doanh nghiệp ở phía Bắc sẽ chọn cho khách hàng của mình. Đây là sản phẩm quà Tết sơn mài làm hoàn toàn thủ công theo quy trình. Thời gian sản xuất một cái hộp mứt Tết sơn mài từ 30 đến 45 ngày. Tất cả những chi tiết trong cái bộ hộp mứt Tết công ty mình đều sản xuất theo cái quy trình sản xuất sơn mài thủ công, là từ một cái mộc gỗ thô và hoàn thiện sản phẩm qua từng cái giai đoạn của quy trình sản xuất sơn mài. Khay mứt Tết này được chia ra làm 4 ngăn và các bạn có thể lấy rời ra khi mà mình vệ sinh rất là dễ dàng. Một việc quan trọng nhất là khi doanh nghiệp làm quà tặng, mình có thể in cái logo trên nắp hộp mứt và trên thân hộp mứt, hoặc là bên trong cái nắp để cái vị trí logo sẽ nhìn sẽ kín đáo hơn. Bên cạnh đó, hộp khăn giấy và hũ đựng hạt dưa sẽ là những cái sản phẩm đi kèm cùng với cái bộ khay đi cùng họa tiết. Các sản phẩm của bên mình sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, hoa văn vẽ tay và in ấn logo, thì các bạn có thể là yêu cầu bên mình thiết kế thêm những cái họa tiết yêu cầu. Ngoài ra, mình có thể đảm nhận luôn dịch vụ cung cấp hộp quà và cái túi xách đựng quà theo yêu cầu của quý khách. Tất cả những cái yêu cầu của quý khách về bao bì, bên mình có thể phụ trách liên hệ với nhà cung cấp, và đến khi mẫu mã được duyệt thì bên mình sẽ tiến hành sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Rất mong các anh chị lựa chọn cái món quà Tết Mỹ Nghệ năm nay và hãy liên hệ với mình theo số điện thoại là 0971327095. Ngoài ra, bên mình có nhiều mẫu quà Tết trên trang web quatetmỹnghệ.com, và hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có những món quà ưng ý và mức giá hợp lý nhất để dành tặng cho quý khách hàng và doanh nghiệp của mình trong dịp Tết năm nay. Cam kết với quý khách hàng là mẫu mã của mình là độc đáo và không có thể tìm thấy được ngoài thị trường. Cảm ơn quý khách. Ok.